Số tiền người dân nộp vào sẽ được quay dòng cho người sau rút, hạn chế được việc hết tiền. Các ngân hàng cũng có hệ thống giám sát từ xa để biết cây ATM nào gần hết tiền, cây nào lỗi kỹ thuật để kịp thời xử lý, để tránh tình trạng nghẽn mạng. Các ngân hàng cũng đã tăng cường đội xử lý sự cố túc trực 24/7.